Thưa quý khán giả, trong thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và đòi hỏi sự tham gia vào cuộc thực chất hiệu quả của mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan tổ chức. Trong tổ chức thực hiện, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, ngành, đặc biệt là Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng, chủ động xây dựng kế hoạch, phương pháp kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với hội thi tìm hiểu pháp luật, giải đáp trực tiếp những thắc mắc chính đáng của đoàn viên thanh niên và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đưa pháp luật vào thực tế đời sống. Đặc biệt, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện có trọng tâm trọng điểm cho đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh là một hoạt động thường xuyên, từ đó góp phần đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đoàn viên thanh niên chiến sĩ. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác này quan tâm đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Về nội dung tập trung tuyên truyền luật thanh niên sửa đổi, luật giao thông, luật hôn nhân và gia đình, luật bảo hiểm xã hội, tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm an toàn giao thông, tháng an toàn giao thông với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, trang bị cho đoàn viên thanh niên chiến sĩ kiến thức pháp luật cơ bản, từ đó hình thành ý thức tuân thủ pháp luật. Hôm nay thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với lại Sở Tư pháp tổ chức cái hội nghị tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các bạn đối tượng là tuyên truyền viên của cấp cơ sở, các bạn bí thư, phó bí thư các đoàn phường xã, các bạn đoàn viên thanh niên nòng cốt tại địa phương. Xác định phổ biến giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong việc triển khai thi hành pháp luật, có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc thực hiện cái công tác xây dựng nhà nước chủ nghĩa xã hội, pháp quyền. Do đó thì thực hiện cái kế hoạch liên tịch của Sở Tư pháp và tỉnh đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với Sở Tư pháp tổ chức cái hội nghị này với mong muốn là trang bị kiến thức nghiệp vụ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các bạn cán bộ đoàn cấp cơ sở để các bạn tiếp cận với lại cái yêu cầu tính chất của nhiệm vụ mới. Thì hôm nay tham gia buổi tập huấn tuyên truyền về kỹ năng viết tin và tuyên truyền về pháp luật thì em thấy đây là một cái buổi tập huấn rất là có ý nghĩa, giúp cho chúng ta có thể viết tin, thu hút được người xem nhiều hơn. Và buổi tập huấn này giúp chúng ta có thể hiểu sâu hơn về cách để chúng ta có thể tuyên truyền pháp luật, giúp cho các em học sinh trong trường tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Thì thông qua cuộc thi này thì em thấy là chúng ta có thể rất có ý nghĩa trong trong cái trường học nói riêng và trong cộng đồng nói chung. Đa dạng hóa, đổi mới nội dung hình thức, cách thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên, chiến sĩ luôn là vấn đề quan tâm trong tổ chức thực hiện công tác phổ biến giáo dục hiệu quả. Việc tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục cho đoàn viên thanh niên chiến sĩ nhằm mục đích phát huy vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên chiến sĩ trong tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền của công dân. Thông tin về pháp luật, mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin về pháp luật. Qua đó, góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của đoàn viên thanh niên chiến sĩ trong tham gia góp ý xây dựng các chính sách pháp luật. Từ đó, hình thành thái độ, tình cảm, niềm tin pháp luật cho đoàn viên thanh niên và chiến sĩ, tạo tiền đề cho việc tuân thủ, chấp hành tốt pháp luật sau khi được ban hành, tạo cơ sở cho việc chỉnh lý, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khả thi của chính sách pháp luật. Hôm nay, tôi được tham gia hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm. Thì qua buổi hội nghị, thì tôi thấy đây là một cái hội nghị rất là ý nghĩa. Nó giúp cho tôi nhận thức được hành vi mua bán dâm là một cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì sau khi tôi được tham gia hội nghị hôm nay thì tôi sẽ về
tuyên truyền lại cho, đối với đơn vị thì sẽ tuyên truyền lại cho lực lượng nhân quân, cán bộ chiến sĩ, cũng như cũng như tuyên truyền cho gia đình và bạn bè thì hiểu được hành vi mua bán dâm là một hành vi vi phạm pháp luật, nó cần phải loại trừ khỏi cuộc sống. Quán triệt giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang huyện, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn huyện và người thân thực hiện tốt cái pháp luật phòng chống mại dâm, cũng như các cái nội dung liên quan tới phòng chống mại dâm, cũng như từ đó để lan tỏa cái tình yêu thương đối với những người tham gia mại dâm mà họ đã hoàn lương trở về, để họ có một cuộc sống tốt hơn sau khi họ đã bước ra từ con đường đó, để cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Thì nội dung này là cũng là một nội dung làm thường xuyên của lực lượng vũ trang huyện Gò Dầu, bởi vì thường thường thì trong một tháng thì đơn vị chúng tôi cũng có tổ chức về một buổi học về nội dung về ngày pháp luật của đơn vị. Thì trong ngày pháp luật đó thì chúng tôi có rất nhiều nội dung về tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm. Thực tế cho thấy, nhờ đa dạng nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần định hướng tư tưởng, lối sống cho đoàn viên thanh niên chiến sĩ trên địa bàn tỉnh, cũng như nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức đoàn, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Từ đó bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên, sống có trách nhiệm, sống có văn hóa, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật. Với vai trò là cầu nối trong việc đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với thanh thiếu niên, cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật, có khả năng tuyên truyền, vận động các cấp bộ đoàn, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh, các cấp ngành, đặc biệt là Sở Tư pháp, tiếp tục nghiên cứu để có những mô hình tuyên truyền pháp luật trực quan, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, xác định đối tượng cụ thể, hạn chế lý thuyết khô khan, khuyến khích sự tương tác trao đổi, duy trì không khí cởi mở sôi động để tiếp cận gần hơn với các bạn trẻ nhằm mang lại hiệu quả cao. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 977 phê duyệt đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân để triển khai thực hiện trong phạm vi cả nước từ năm 2023 đến năm 2030. Đề án đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng, tổ chức triển khai kịp thời hiệu quả toàn diện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hóa sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế, bảo đảm hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao nhận thức trách nhiệm, hình thành thói quen tìm hiểu, sử dụng và tuân theo pháp luật của người dân, nâng cao năng lực của tuyên truyền viên, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức hành nghề trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, đầu tư hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin, bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân, của các cơ quan tổ chức, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều lĩnh vực nhằm bảo đảm thực hiện các quyền, lợi ích của người dân. Không chỉ là tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, mà còn cả trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý, việc thực hiện các chức năng, quyền hạn của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong việc bảo đảm thực hiện quyền lợi ích của người dân. Qua đó, cải thiện môi trường tiếp cận pháp luật theo hướng nhà nước, tạo dựng các điều kiện để người dân chủ động tìm hiểu, sử dụng pháp luật được thuận lợi, kịp thời, đầy đủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong giai đoạn mới, theo định hướng của Đảng hiện nay. Thực hiện mục tiêu đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, hòa giải viên ở cơ sở, tư vấn viên pháp luật. Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện đề án, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật,
tuyên truyền viên pháp luật, thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại các cơ quan thành viên Hội đồng tỉnh và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 tại Phòng Tư pháp, Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp huyện, đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến giáo dục pháp luật và ngày pháp luật, trong đó quan tâm đối tượng đặc thù được quy định tại Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật năm 2012 và các đối tượng thanh thiếu niên, các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tội phạm. Quý khán giả thân mến, chương trình truyền thông chính sách của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.